Real Madrid đã trải qua màn rượt đuổi vô cùng nghẹt thở khi tiếp đón Barcelona trên sân nhà Bernabeu. Barcelona có khởi đầu thuận lợi ở El Clasico với bàn mở tỷ số của Andreas Christensen. Sau khi Vinicius gỡ hòa cho Real Madrid trên chấm penalty, Barca tiếp tục dẫn trước ở hiệp 2 nhờ công của Fermin Lopez. Tuy nhiên, Vázquez đã ghi bàn gỡ hòa cho Real Madrid lần thứ 2 trước khi pha lập công muộn của Jude Bellingham ấn định tỷ số 3-2. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại là pha bóng gây tranh cãi diễn ra ở phút thứ 28 khi tỷ số trận đấu đang là 1-1. Yamal thực hiện tình huống đánh gót ấn tượng, thủ thành Lunin bị giật mình nhưng vẫn kịp đẩy bóng ra. Các cầu thủ của Barca cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi khi Lunin đẩy bóng, do vậy họ có khiếu nại đến trọng tài. Quyết định cuối cùng đã có lợi cho Real Madrid khi trọng tài chính Cesar Soto Grado và trợ lý VAR Jose Maria Sanchez Martinez quyết định rằng bóng chưa đi qua vạch vôi hoàn toàn. Nhưng các vị vua đen đã phải mất đến vài phút và chắc chắn sẽ khiến những người ủng hộ Barcelona không cảm thấy thuyết phục. La Liga là một trong số ít các giải đấu hàng đầu châu Âu không triển khai công nghệ này. Có nghĩa là VAR sẽ phải phán quyết rằng André Lunin đã ngăn cản cú sút của Lamine Yamal vượt qua vạch vôi khi tỷ số đang là 1-1 trong hiệp 1 tại Santiago Bernabeu. Real Madrid sau đó đã giành chiến thắng trong một trận đấu hấp dẫn với bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút bù giờ của Jude Bellingham. Kết quả giúp Real Madrid bỏ xa đội xếp thứ hai là Barca đến 11 điểm khi giải chỉ còn 6 trận đấu. Những lời của Ter Stegen là rất đáng suy nghĩ. Mọi tranh cãi liên quan đến vạch vôi sẽ chấm dứt nếu La Liga sử dụng công nghệ goal line và những bàn thắng ma sẽ không còn xuất hiện. Trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, ngoại trừ La Liga, các giải khác đều đã trang bị thiết bị goal line. Trong đó, Premier League đi tiên phong. Người Anh cảm thấy cần thiết phải áp dụng công nghệ goal line để xác định bàn thắng từ năm 2014, sau khi bàn thắng bị từ chối của tiền vệ Frank Lampard với lưới đội tuyển Đức ở vòng chung kết World Cup 2010. Công nghệ goal line do hãng Goal Control của Đức cung cấp. Hệ thống có tên 4D của công ty sử dụng 14 máy quay, 7 máy mỗi cầu goal để đưa ra kết luận chính xác về việc bóng đã qua vạch vôi hoàn toàn hay chưa. Đáng chú ý, tổng kinh phí đầu tư cho những thiết bị hiện đại này chỉ vào khoảng 4 triệu euro. Khoản đầu tư đó chắc chắn sẽ không làm khó được ban tổ chức một giải đấu lớn như La Liga. Chính vì thế, trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Xavi Hernandez gọi đó là một scandal của bóng đá. Ông phát biểu: "Việc chúng tôi bị từ chối bàn thắng trong tình huống đó là sự xấu hổ. Barca đã chơi tốt và xứng đáng có nhất một điểm ra về. Chúng tôi không thể im lặng trước một sự bất công như thế. Mà trận đấu này đâu chỉ xuất hiện bàn thắng mà còn rất nhiều quyết định gây tranh cãi khác của tổ trọng tài." Thủ thành Marc-André Ter Stegen của Barcelona chia sẻ thêm: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao đến giờ này La Liga vẫn không áp dụng công nghệ goal line vào bóng đá. Nếu được trang bị những thiết bị như thế, thì chúng tôi đã không bị từ chối một bàn thắng rõ 10-10. Đã đến lúc ban tổ chức cần phải xem xét lại và lập tức trang bị công nghệ hiện đại này cho các trận đấu ở La Liga." Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, đã biện minh về việc tại sao giải đấu lại không sử dụng goal line. Người đứng đầu La Liga cho biết, công nghệ kẻ vạch đường biên ngang trước khung thành không phải là vấn đề chính cho những tình huống tranh cãi như vậy. Tebas cũng lý giải thêm, trong một mùa giải chỉ có khoảng 4 đến 5 tình huống như thế. Tóm lại, quan điểm của ông Tebas vẫn là không muốn chi tiền để sử dụng goal line. Gần một ngày sau trận đấu, chủ tịch Juan Laporta của Barcelona đã đăng đàn lên mạng xã hội trang X chính thức của câu lạc bộ. Trong phần độc thoại gần 4 phút, Laporta yêu cầu La Liga phải cung cấp băng ghi âm tổ VAR ở thời điểm tình huống Lunin đẩy trái bóng khi đã lăn qua vạch vôi. Laporta muốn đá lại càng sớm càng tốt, nhưng Barca trong tình huống này, dù có thắng đi nữa, họ vẫn ở quá xa đại kình địch Real Madrid trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sĩ diện của một El Clasico khiến họ khó nuốt trôi pha bóng tranh cãi. "Tôi nói thẳng là bản thân tôi đang cảm thấy không hài lòng khi chứng kiến trận đấu có thể thay đổi số phận của Barcelona ở La Liga. Việc lạm dụng VAR đang trở thành một vấn nạn." Laporta chia sẻ. Juan Laporta cho biết, sự xuất hiện của công nghệ ngày một nhiều sẽ khiến cho tính tự nhiên của bóng đá mất đi. Thế nhưng, cũng chính vị chủ tịch này nói, VAR nên được sử dụng để tránh dẫn tới những quyết định sai lầm từ trọng tài, qua đó có kết quả không công bằng. Bàn thắng ma của Lamine Yamal đang được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nó chính là thứ đã thay đổi trận đấu. "Nhân sự kiện này, tôi cũng muốn phát đi một thông báo quan trọng. Barcelona yêu cầu ủy ban trọng tài của giải và đại diện RFEF phải cung cấp băng ghi âm trong lúc sự việc diễn ra. Nếu sau khi kiểm tra lại và bàn thắng đó hợp lệ, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp để đảo ngược tình thế, cũng như không loại trừ bất cứ thủ tục pháp lý nào cần thiết. Đặc biệt, nếu bàn thắng của Yamal vẫn không được công nhận, Barcelona có thể yêu cầu đá lại trận El Clasico." Laporta chia sẻ. Trận đấu mà Laporta đề cập diễn ra vào tháng 1 năm 2024, khi Anderlecht gặp Gen tại giải vô địch quốc gia Bỉ, được thông báo đá lại toàn bộ do lỗi video trợ lý trọng tài và hội đồng kỷ luật bóng đá chuyên nghiệp của Bỉ ra phán quyết ủng hộ kháng cáo của Gen với lý do áp dụng sai luật thi đấu. Về phía ban tổ chức của giải,
họ đã cung cấp đoạn ghi âm trong tình huống bóng lăn qua vạch vôi. Theo những gì báo chí Tây Ban Nha đăng tải, cả cuộc trao đổi giữa trọng tài chính và những trợ lý VAR rất minh bạch. Cách đây vài ngày, sau khi để cho PSG đánh bại ở tứ kết Champions League, huấn luyện viên Xavi cũng tích cực công kích tổ trọng tài đã chèn ép ông và các học trò. Mọi thứ có lẽ sẽ không tồi tệ như thế cho Barca nếu trung vệ Araujo không bị đuổi ở phút 29. Phát biểu sau trận Barca bị PSG loại ở tứ kết Champions League, huấn luyện viên Xavi không khỏi tức giận. Vì chiến thuật gia người Tây Ban Nha bức xúc khi nói về trọng tài điều khiển trận đấu giữa Barcelona và PSG trong tình huống rút thẻ đỏ gây tranh cãi cho Araujo. Chúng tôi vô cùng khó chịu, tức giận vì tôi cho rằng chính trọng tài người Romani István Kovács là kẻ hủy diệt trận đấu. Khi đủ người trên sân, Barca chơi rất tốt. Chúng tôi có tổ chức. Nhưng sau đó trọng tài đã tác động hoàn toàn đến trận đấu. Việc rút thẻ đỏ cho hành động đó là quá đáng. Sẽ không tốt chút nào khi chỉ còn 10 người trong một trận đấu loại trực tiếp quan trọng như thế này. Bản thân tôi cũng nói với trọng tài rằng ông ta cầm còi rất tệ, ông ta không hiểu trận đấu và đó là một thảm họa. Nó đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Trong khi đó, các cổ động viên thì liên tục mỉa mai Barca vì năm ngoái, đội bóng này còn vướng vào scandal mua tài. Cụ thể, Barca đã trả cho công ty của cựu trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira hơn 7 triệu euro từ năm 2001 đến năm 2018. Càng công tố viên cáo buộc câu lạc bộ đã chi tiền để tìm kiếm sự ưu ái của các trọng tài. Nhưng Laporta cho biết họ trả tiền cho các dịch vụ liên quan đến tuyển trạch viên và báo cáo kỹ thuật về trọng tài. Ông nhấn mạnh, Barcelona chưa bao giờ hành động với ý định thay đổi hoặc gây ảnh hưởng đến các trận đấu để đạt được lợi thế thể thao. Các tòa án không tìm thấy bằng chứng nào khác bởi vì nó thực sự không có. Đây là kết quả của một cuộc chiến bôi nhọ Barcelona. Đó là cuộc tấn công dữ dội nhất từng chống lại Barcelona và đã được thực hiện để hủy hoại danh tiếng của câu lạc bộ và gây bất ổn cho chúng tôi. Laporta nói thêm, chúng tôi đang có hành động pháp lý và đã đệ trình 20 vụ kiện chống lại các nhà báo và những cá nhân vì tội phỉ báng. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể nhận được những khoản bồi thường khổng lồ cho những thiệt hại mà câu lạc bộ phải gánh chịu. Kể từ khi tin tưng về các khoản thanh toán bị rò rỉ vào tháng 2, chủ tịch Laporta và chủ tịch La Liga Javier Tebas đã bị lôi nhau vào một màn đấu tố căng thẳng. Người đứng đầu La Liga gọi vụ bê bối là cuộc khủng hoảng uy tín lớn nhất mà giải đấu phải đối mặt, trong khi Barca yêu cầu ông từ chức sau những cáo buộc đã cung cấp bằng chứng sai cho cuộc điều tra.